Đây nha, xin chào tất cả các bác. Hiện tại em đang lắp một bộ karaoke ở Thái Thụy, Thái Bình. Hiện tại là đã xong rồi. Cái này là cô chú là phải mua thêm, đầu tư của con rể mua thêm cho cái màn hình. Tí nữa kiểu gì anh cũng xem video này của cháu nên là anh xem được video này là mua ngay cho bác cái tivi khác. À, lắp mạng cũng được nhưng mà không phải, thực ra là thực ra là phải vừa lắp mạng. Nó thật là chẳng qua là 4 giờ thì mình đi ở ngoài không, nếu mà để mà nếu mà tính ở nhà dùng, nếu mà mình một tháng mình đăng ký mạng thì tiền nó cũng thế. Có nghĩa là cô dùng mà cả mạng hơn là tiền đây là toàn về nhà dùng thôi. Cô dùng đi chợ thì cũng ai dùng mạng. À bạn nghĩ trong một, nếu mà cô có thể ký một tháng cô hết tầm khoảng hơn 100.000 tiền mặt, nếu mà ở tỉnh ngoài bạn cũng đăng ký thì một năm hoặc 2 tháng thì hai cô chú thì nó cũng rơi vào tầm hơn 2 triệu rồi. Linh 1 2 3 4 5 sau đây 8 9 10. Ở đây là 4G là 7 triệu 700 một năm. Ừ. Và cho biết là nhưng mà thực ra là cái đấy thì nó đi đường nhiều thì đấy, đấy. Đi suốt đấy cũng có và... ở nhà nên là đúng rồi. Cái này thì nếu bác dùng vang số này thì hát nó không hú rít, nó không bị rít như những con vang cơ. Nếu mà những con vang cơ vào mà chạy vào những cái loa tép kèn như này mà dùng vang cơ thì nó phải rít thì thôi rồi. Này, cháu ở đây cháu cắt cái tần số rít này. Chú cứ ngồi đây chú hát là chắc chắn là sẽ không vào rít. Và khi mà hát thì chú cứ tắt cái nguồn đi, chú khởi động lại thì nó lại về như cũ, thì chú cứ cầm mic lên là hát luôn. Đấy, còn ba cái nút volume kia thì tí cho chỉnh qua, tí chú chỉ cho to nhỏ nhạc thôi. Chỉ sử dụng một cái nút để cho to và nhỏ thôi. To nhỏ thôi. Vâng. Chứ còn mình không hiểu không cái kia là tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu trong đó. Xong nào ví dụ mà bác có ấn linh tinh quá rồi bác phải hát xong rồi cháu lấy cái chế độ âm lượng kia để hát. Không, cháu lấy lại rồi, cháu lấy rồi đấy. Vừa là cháu lấy là mở lên phát hát luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà cô nhà mẹ thì cứ nói vậy thôi, nên lúc cứ bố rượu vào rồi ông nào thích chỉnh bố vậy thì bố trời cả. Có nghĩa là khi mà bấm linh tinh rồi lại tắt đi bật lại, nó lại về như cũ. Cứ rút điện ra nó lại về như cũ. Cái này nó new, cháu new lại rồi. Vậy còn được chứ. Vậy chứ còn kể cả chỉnh đi khác nhưng mà nó vẫn lại chuyển về. Đúng rồi, nó lại về quay về như cũ nhá. Nhưng mà nói đã hiệu quả rồi thì có một giờ cả. Đúng rồi. Ông nào đâu, mỗi ông thích một kiểu. Thôi ok nhá, cháu xin phép đây. Cháu tiền đi về đi. Vâng, tiền anh đi chuyển cho cháu. Hả?